Rồi, xin chào các bạn, siêu hot nha các bạn nhé. Cái thị trường này đang tốt hơn rất là nhiều, cho nên mình sẽ mở cái khóa học online về kiến thức tổng hợp đầu tư cho các bạn nào muốn học. Đấy, đây là cái khóa tổng hợp các bạn nhé. Đây là cái khóa tổng hợp về kiến thức full tất cả các kỹ năng, các chiến lược, đúng không ạ? Từ kỹ năng tìm kiếm, đánh giá, định giá, rồi cái gì, nghiên cứu, điều tra, vân vân rất nhiều cái. Ở đây, đàm phán, đúng không ạ? Rồi đọc hiểu vân vân, đọc hiểu bản đồ thì nó sẽ ở trong này, đó là khóa học online. Mục tiêu của cái khóa này đó là gì? Giúp các bạn hiểu đúng về bất động sản. Hiểu đúng về bất động sản là cái gì? Đấy, đầu tiên là hiểu đúng. Thứ hai là nhận diện được các khu vực tiềm năng. Đấy, đây là nhận diện nhé. Đấy, nhận diện các khu vực tiềm năng. Thứ ba là nhận biết được các dạng bất động sản nhé, nhận biết các dạng bất động sản sẽ hưởng lợi từ các chính sách, đúng không các bạn? Ví dụ như là luật đất ra, luật đất đai ra thì cái gì được hưởng lợi này, cấm phân lô thì cái gì được hưởng lợi này, cấm phân lô nhưng còn tách thửa lại ở đô thị lại 1, 2, 3 chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là thuế ra thì chúng ta sẽ phải đưa ra chiến lược đầu tư như thế nào này, dạng nào sẽ được ngon này, rồi cái tỉnh này mà để trọng số phát triển về công nghiệp thì chúng ta phải tìm dạng gì này, thì đấy là nhận biết các dạng, nhận biết được các dạng đầu tư bất động sản hưởng lợi theo chính sách các bạn ạ. Cái thứ tư là tìm ra được các dạng bất động sản mạnh nhất ở khu vực đấy. Và cái mục tiêu tăng trưởng từ 30 đến 300% lợi nhuận. Đấy, mục tiêu 30 đến 300% lợi nhuận. Cái thứ năm là biết chọn thời điểm mua và bán nhé. Rồi biết chọn thời điểm mua và bán như thế nào, thì cái này nó là kỹ năng để xem được các bạn sẽ biết được mua bán như thế nào, đúng không? Mua như thế nào và chốt lời như thế nào thì mua để mãi mãi à. Thứ sáu là xây dựng được danh mục đầu tư an toàn và hiệu quả nhất nhé. Xây dựng danh mục đầu tư, chắc là các bạn ít nghe về đầu tư bất động sản là như thế, chỉ có nghe chứng khoán mới có danh mục thôi. Cái kỳ vọng lợi nhuận, kỳ vọng mục tiêu mà mình mong muốn tất cả trong các bạn đều đón được trong cái chu kỳ tới, đó là x3 đến 10 lần tài sản trong chu kỳ thị trường sắp tới. Nhà kỳ vọng lấy mục tiêu đấy, kỳ vọng mục tiêu là x3 đến 10 lần tài sản trong chu kỳ tới nhá. Và nó cũng rất khó có thể làm, nhưng mà chúng ta làm đúng, khó ở đây là áp lực tăng giá thôi các bạn ạ. Chứ còn nó không phải là khó các bạn không tìm kiếm, khó là các bạn nắm giữ thôi, các bạn nắm giữ như thế nào thôi các bạn ạ. Chứ còn nó rất dễ, nhưng có nhiều người lại không nắm giữ được đâu các bạn ạ, thì đấy mới là cái khó. Nên mình hy vọng là mình không phải là x3, x10 nữa, mà là x20, x50, x100 lần. Vì có một cái trường hợp là ở dưới, có một cái anh, rất nhiều anh học viên của mình tăng một vài ngàn lần, rất là nhiều, 100 triệu đến 3, 400 tỷ các bạn biết rồi. Ở 2 hôm trước xuống Hà Nam thì có cái anh bạn này, anh ấy ở chỗ thành phố Phủ Lý này, cái chỗ đường Lê Công Thanh đấy, anh ấy mua năm 2006 là có 70 triệu thôi, 70 triệu thôi, nhưng thời gian bây giờ là 15 tỷ các bạn, 15 tỷ nhá, 2006 nhá, 18 năm 15 tỷ. Hãy đi tìm cái điều đó 200 lần các bạn. Vậy các bạn đọc các mục bên dưới, các khóa học sẽ nhận được quyền lợi và những cái nghĩa vụ, những cái quyền lợi của mình và có xứng đáng không nhé. Đây mình sẽ đọc cho các bạn. Thứ nhất, trong khóa học này các bạn sẽ học được tư duy về đầu tư bất động sản. Cái tư duy là cái khó nhất, cái tư duy là cái không phải ai cũng làm được, bởi vì nó cần môi trường, nó cần người chỉ dẫn, đúng không? Cùng là một cái lô đất, cùng là một cái mảnh đất, nhưng mà nó lại khác nhau về lợi nhuận, cùng mua cùng giống nhau, đúng không? Chỉ đơn giản chỉ là bán khác nhau thôi, đã là giá khác nhau, bán thời điểm khác nhau ấy, dùng tiền khác nhau cũng là lợi nhuận khác nhau, gia tăng giá trị bất động sản khác nhau cũng là khác nhau, đàm phán cũng là cái lợi nhuận khác nhau, đúng không? Rất nhiều cái đến đó tư duy về đầu tư. Thứ hai, được học cách tìm kiếm một khu vực tiềm năng để nghiên cứu đầu tư. Thứ ba là được gì ạ, học cách tìm kiếm nhá, cần chỗ nào cũng là tìm kiếm một bất động sản ở bất kỳ nơi đâu nhanh nhất, chính xác nhất và hiệu quả nhất, ngồi ở một chỗ tìm được tất cả mọi nơi. Đấy, thứ tư là để được tặng bản đồ, được tặng bộ bộ bản đồ quy hoạch để thực tập tìm kiếm khu vực đầu tư tiềm năng nhá, được tặng cái bộ bản đồ quy hoạch. Thứ sáu là gì, được học cách định giá một bất động sản. Đấy, học cách định giá bất động sản, trên này là tặng bộ bản đồ. Đấy, tặng bộ bản đồ. Đấy, trên này là cách tìm kiếm, nên là tìm kiếm ở bất kỳ nơi đâu nhá, bất kỳ nơi đâu. Đấy, mình in đậm cho các bạn, đây là cách tìm kiếm một khu vực tiềm năng. Đấy, thứ sáu là được học
được học cách quản trị rủi ro khi đầu tư nhá, quản trị rủi ro khi đầu tư đấy, từ lúc mua đến lúc bán như thế nào. Thứ bảy được học tìm kiếm đất rẻ, cái này thì lợi nhuận nhiều lắm, từ khu vực đến dự án đều có cả. Thứ tám là được học cách bán bất động sản nhanh nhất nhá, học cách bán bất động sản, cái này các bạn sale cũng có thể đăng ký được rất là nhiều, nhanh nhất và đơn giản nhất thì có nhiều cách lắm. Được học cách hiểu một bản đồ quy hoạch nhá, hiểu như nhá, nên là hiểu một bản đồ quy hoạch. Bởi vì sao? Chúng ta không hiểu chúng ta không ứng dụng được đâu. Đấy. Được học chiến lược phân bổ vốn nhá, đây chiến lược phân bổ vốn. Đây là điều khó nhất cũng như quan trọng nhất trong đầu tư, cho nên mình để màu vàng đấy các bạn. Thứ 11 là được học kỹ năng đàm phán nhá, kỹ năng đàm phán cả lúc mua và lúc bán làm sao cho tốt nhất, chứ đều thấy là học cách kỹ năng đàm phán lúc mua thôi, lúc bán không biết là mình đàm phán như thế nào. Này, thứ 12 học cái điều tra bất động sản này, kỹ năng điều tra bất động sản để làm sao, để kỹ năng cho chúng ta biết toàn bộ lịch sử của nó, lịch sử của bất động sản đó, của khu vực đó, dạng đó như thế nào, sóng đó như thế nào. 13 là được biết thời điểm nào là thời điểm tốt nhất cho đầu tư. 14 là được đọc được học lại 3 lần nhá, được học lại 3 lần để rèn luyện kỹ năng, cho nên lúc này mình gọi là môi trường tư duy đấy, rèn giũa kỹ năng. 15 được hỏi nhận định các khu vực trong group, cộng đồng và thảo luận trong group đó luôn. 16 là được tặng bộ câu hỏi điều tra vô thức khi tìm kiếm đầu tư. Đây là cái cách để các bạn biết được rất nhiều những cái thực tế, lịch sử, câu chuyện thật. Không ai có thể chống được cho các bạn nhé. Đấy, bộ câu hỏi điều tra. Đấy, bộ câu hỏi điều tra. Rồi thì 17 là được tặng bộ tiêu chí với các chỉ số quan trọng trong đầu tư. Đấy, 18 là được học chiến lược dùng đòn bẩy của ngân hàng an toàn và hiệu quả nhé. Dùng đòn bẩy của ngân hàng an toàn và hiệu quả. Đây, và thứ 8 là gì? Được học cách tìm kiếm dạng bất động sản sẽ đem lại sự tỷ lệ đột biến về lợi nhuận nhé. Đột biến về lợi nhuận. Được tặng bộ video trong quá trình học nhé. Đấy, và cái cuối cùng là được cách chỉ cho cách rèn luyện kỷ luật trong đầu tư như thế nào, tìm được cớ đầu tư như thế nào. Và đây là phí, đúng không ạ? Phí và phí học và thời gian học của các lớp như sau, dự kiến là quý 3 năm nay là năm 2024, và các năm sau thì nếu mà mình có mình sẽ chia sẻ cho các bạn thời gian ở trong lớp đó luôn. Phí lớp online 1 là 4,5 triệu, học 7 mục đầu, số lần học là một lần. Đấy, 7 mục ở phía trên nhá. Rồi, học phí thứ hai là lớp học online 7,5 triệu, học 12 mục đầu tiên, số lần học lại là 2 lần. Thì chiết khấu 10% khi học kỹ năng đầu tư bất động sản đấu giá. Đấy, nó là một cái khác, đây là chiến lược đầu tư. Cái lớp thứ ba là 12 triệu, số học học full 20 mục, số lần học là 3 lần cộng 1, nghĩa là các bạn được học 3 lần cộng với một lần nữa là 4 lần nhá. Được vào nhóm hỏi đáp riêng. Tiếp theo đó là được tặng chiết khấu 20% khi đăng ký tư vấn 11, đăng ký có dịch vụ tư vấn đó, và 10% khi đăng ký order đầu tư. Đấy, thì anh em nào muốn đăng ký thì chuyển vào cái số tài khoản mình đang nói này, để hiện lên màn hình này. Đấy, MB Bank 5 con 9, một số 5 và 7 số 6. Tài khoản là Chu Văn Thuần nhé. Tên là Chu Văn Thuần. Nội dung thì họ tên, số điện thoại, lớp con đăng ký online. Đấy, đấy là cái khóa học tổng hợp online. Đây, cái số hotline này đây. Cái số hotline ở đây là 0819514 4 con 3. Được chưa? Đấy, các bạn phải nhớ cái số điện thoại hotline để các bạn check nhé, không đến lúc các bạn chuyển sai là mệt đấy. Hoặc số là 0987 047 491 đấy, thì các bạn gọi vào cái số đó đấy, để chuyển khoản đấy, để chuyển khoản làm sao cho an toàn nhất cho các bạn. Thế đấy là cái toàn bộ 21 kỹ năng chiến lược đầu tư với mục tiêu lợi nhuận x3x 10 lần tài sản trong chu kỳ sắp tới, và tìm được ra những cái bất động sản có thể tăng giá 30 đến 300%. Đấy là khóa tổng hợp nhé. Thì bạn nào muốn đăng ký thì các bạn đăng ký vào để học, để sắp tới có thể có cái lớp trong tháng 6 tới đây thì các bạn có thể là đăng ký học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.